Trước thêm vòng chung kết U-20 châu Á 2023, trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã đăng tải bài viết về những cầu thủ đáng xem nhất của các đội tại giải đấu năm nay. Trong đó, người hâm mộ Việt Nam chú ý hơn cả tới cái tên mà AFC dự đoán sẽ tỏa sáng và đáng xem nhất là Đinh Xuân Tiến, cầu thủ thuộc biên chế của Sông Lam Nghệ An. AFC cho rằng Đinh Xuân Tiến sẽ là một trong nhiều cầu thủ tài năng của Việt Nam tỏa sáng tại Uzbekistan 2023. Tiền vệ chăm chỉ này đang chơi cho Sông Lam Nghệ An ở V-League và đã ghi 3 bàn trong vòng loại U20 châu Á 2023, trong đó có cú đúp vào lưới Hồng Kông Trung Quốc. Đinh Xuân Tiến là một trong những nhân tố thi đấu rất nổi bật ở vòng loại. Không những vậy, hai năm qua, tiền vệ này gây ấn tượng mạnh trong màu áo Sông Lam Nghệ An. Trong năm 2022, Đinh Xuân Tiến thi 16 trận cho Sông Lam Nghệ An ở V-League và năm 2023, tiền vệ này cũng đã ra sân 3 trận. Những gì mà cầu thủ sinh năm 2003 thể hiện là rất ấn tượng. Theo lịch, U-20 Việt Nam sẽ đá trận gia quân tại vòng chung kết U-20 châu Á 2023 với U-20 Australia vào lúc 17 giờ ngày 1 tháng 3 theo giờ Việt Nam. Báo điện tử VOV sẽ tường thuật trực tuyến. Mời quý vị độc giả quan tâm theo dõi.